đưa Hesh về nhà ngay. Biểu ngữ kêu gọi cứu Hesh Goldberg Polin xuất hiện trên nhiều con đường, tòa nhà và cả sân vận động. Anh Hesh là một trong 6 con tin mà quân đội Israel vừa tìm thấy ở một đường hầm của Hamas tại thành phố Rafah, miền nam dải Gaza, theo thông báo của quân đội Israel hôm 1 tháng 9. Nhưng cả 6 con tin đều đã chết. Theo tờ The Times of Israel, cả 6 con tin đều là người Israel, trong đó nạn nhân Hesh, 23 tuổi, có thêm quốc tịch Mỹ. Quân đội Israel cho rằng 6 người này đã bị Hamas sát hại không lâu trước khi được các binh sĩ tìm thấy. Không có vụ đụng độ nào xảy ra trong đường hầm. Các tay súng canh gác đã bỏ chạy. 5 trong 6 con tin đã bị bắt tại lễ hội âm nhạc ở Israel vào ngày 6 tháng 10 năm 2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra vào hôm 31 tháng 8 rằng ông vô cùng đau buồn và phẫn nộ trước cái chết của con tin người Mỹ Hesh Goldberg Polin ở Gaza. Tôi đau đớn và phẫn nộ. Tôi đã làm việc không biết mệt mỏi để tìm cách đưa Hesh về với gia đình an toàn, nên tôi rất đau lòng khi nghe tin về cái chết của anh ấy. Chắc chắn các thủ lĩnh Hamas sẽ trả giá cho tội ác này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ cho một thỏa thuận để đảm bảo các con tin còn lại được thả. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris cho rằng Hamas phải bị diệt trừ và không thể nắm quyền kiểm soát dải Gaza thêm nữa. Bà Harris nhấn mạnh không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của các công dân Mỹ, bất kể họ ở đâu trên thế giới. Bà lên án Hamas là tổ chức khủng bố tay vấy máu của người Mỹ, khẳng định sẽ cùng Tổng thống Biden cam kết dành tự do cho người Mỹ và tất cả những con tin bị giam giữ tại Gaza. Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết trái tim của cả nước tan vỡ sau khi 6 con tin bị sát hại. Ông kêu gọi gia đình của nạn nhân tha thứ vì đã không thể đưa con tin về nhà an toàn. Trong khi đó, một tổ chức đại diện cho gia đình của các con tin cho rằng 6 nạn nhân có thể vẫn còn sống nếu chính phủ đạt thỏa thuận với Hamas. Hamas chưa bình luận gì. Theo tờ The Times of Israel, với việc tìm thấy 6 thi thể, vẫn còn 97 con tin còn bị giữ tại Gaza, trong đó bao gồm thi thể của 33 người mà quân đội Israel xác nhận đã thiệt mạng. Trong tổng số 251 con tin bị Hamas bắt giữ hôm 6 tháng 10 năm 2023, 105 người được thả trong đợt ngừng bắn vào tháng 11 năm 2023 và 4 con tin khác được thả trước đó. Quân đội Israel đã giải cứu 8 con tin và đưa về thêm thi thể của 37 người khác, gồm 3 người bị thiệt mạng trong lúc quân đội thực hiện chiến dịch giải cứu. Khoảng 1.200 người đã bị giết trong đợt tấn công của Hamas vào miền nam Israel, đa số là dân thường, theo số liệu do Israel đưa ra. Chiến dịch trả đũa đánh vào Gaza ngay sau đó của Israel cho tới nay đã làm thiệt mạng khoảng 40.700 người Palestine, đa số là dân thường, theo số liệu do cơ quan y tế của vùng lãnh thổ này đưa ra hôm 31 tháng 8. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.